Bao nhiêu năm tôi nuôi con tôi khôn lớn gả chị về để chị hầu hạ tôi, thế mà về nhà vắng con trai tôi là chị đối xử với tôi không ra một cái gì. À, chị giỏi nha. Cái bà già này còng lưng cũng vì là nuôi cái thằng chồng của chị đấy. Không phải giả vờ để giả dạng cái dòng còng lưng của tôi để đi đâu, không phải ước nhé. Mai kia ra hàng tôi nhá, chị còn phải đi xuống cái tận đầu gối này. Cái con mới trả dâu thế đấy, không được nhờ cái gì cả. Thế chị làm cái việc gì ở trên điện thoại? Hay là chị có bồ miệng ở bên ngoài rồi? Con tôi đi đi vắng, thế là chị ở nhà cho tôi chết đói, chết sớm đi, chị còn phải hầu tôi đúng không? Tôi nói mà chị cứ nhe răng cái cười thế à? Thế mất nét. Đấy, con nhà mất dậy thế. Mẹ thật sơ chứ. Mẹ chồng nói cười hố hố thế à? Huyền ơi Huyền, mày nhìn tao lái máy bay này. Thế mày thích lái máy bay bà già? Mày đúng là con rổ. Hâm, đây mà gọi là máy bay bà già. Thế gọi là cái gì? Đây gọi là máy bay ông già. Mình là đàn bà con gái, thế này còn lái máy bay bà già nữa, thế thì lái cái gì? Thế gọi là cái gì thì mới được? Thế chả máy bay bà già. Người ta gọi là lái máy bay ông già. Ôi giời ơi. Đã bà già, đã phụ nữ rồi lại còn bảo lái máy bay bà già, thế thì gọi là... Người ta gọi là cái gì nhỉ? Tao chưa nghe thấy ai nói bảo là lái máy bay ông già bao giờ nhá. Thà mày nói mẹ lái xe tăng đi còn hơn. Nghe nó còn có lý. Máy bay ông già. Thế cái này toàn đàn ông lái chứ làm gì có phụ nữ lái đâu. Phải gọi là thầy ông nội. Thầy ông nội. Mày không nghe câu chuyện thầy ông nội à? Sao mày lại gọi là thầy ông nội? Ông nội là ông nội mà thầy là thầy chứ. Sao lại gộp lại thế? Thế chả nhẽ lại ông nội mày làm thầy à? Ngủ. Thế mày có điện thoại thông minh không? Có. Thời buổi này không có điện thoại thông minh nữa đi cơ mà. Thế mày không biết cập nhật tin tức gì à? Ui dạo này đấy, còn đánh mai cong cái đít kia kìa. Đào đấy cái thứ quất kiếc lủng củng với cả lên. Thời gian đâu mà cập với cả nhật. Thế mà suốt ngày chê người ta, mày suốt ngày chổng phao câu lên trời. Bây giờ mình thì cần cong cả đít lên chứ không phải mày phao câu nữa. Mày đúng cái đồ. Đấy là nói cho nó vần. Nhưng mà làm sao? Làm sao cái gì? Nhật thì mày nói luôn cho tao nghe xem nào. Mày không thấy suốt ngày người ta nói thầy ông nội à? Không, tao không nghe đến thầy ông nội bao giờ. Ui giời ơi, thầy ông nội ghê lắm nhá. Mày tưởng hơi bị nhiều con luôn. Ấy. Từ. Sao lại đang thầy ông nội mà lại nhảy sang nhiều con là thế nào? Con cái liên quan gì đây, đang thầy ông nội mà. Thì vừa làm thầy này, vừa làm cha này, vừa làm ông nội này. Đấy, thì người ta gọi là thầy ông nội. Mày cập nhật tin tức kém quá. Vừa làm thầy. Vừa làm cha. Vừa làm ông nội. Nó logic lắm, mày phải vào trong điện thoại thông minh của mày ấy, gõ lên Google ấy, không có vào xem tin tức ấy. Và YouTube bê cái gì đấy? Và YouTube bê đấy á? Cứ gõ vào đấy. Gõ cái gì? Gõ thầy ông nội là giả. Mày cứ gõ vào thầy ông nội xong người ta giải thích cho mày. Tao sợ Google nó lại trả lời là bạn gõ sai ngữ pháp. Tại vì Google nó không cập nhật kịp cái từ này ông thầy ông nội. Thế mày lên YouTube cái gì đấy? Làm gì? Gõ vào đấy. Cái đấy cũng giả. Đây, ủi giả thấy nhiều lắm thôi. Mày cứ gõ đấy nhá. Dài toàn là thầy ông nội thôi. Google với YouTube thì nó vẫn là Google. Cái gì? Vẫn cùng một công ty mà ra. Thế á? Thôi tốt nhất là mày biết thì mày nói luôn đi chứ giờ mà bảo tao gõ này. Tao cứ ví dụ thế này cho mày hiểu nhá. Ở đây lấy ví dụ đi. Thì ví dụ như mày làm là cây mai bố nhá. Đúng không? Thì bây giờ mày muốn sinh sản thì mày phải lấy một cây mai phụ nữ về để làm vợ đúng không? Đúng chưa? Muốn có con thì mày phải lấy một người vợ đúng không? Để con ra để có mai con đúng không? Đấy. Thế bây giờ nhá, mày lại muốn có cháu đúng không? Lại muốn có mai cháu. Thế bây giờ nhá, thế ông bố nhá lại làm tiếp ra thằng ra cái mai con nhá để cho nó thành ra mai cháu đúng chưa? Nó là một cái quy trình khép kín đúng không? Mà khép kín thì không thể có ai vào được đúng không? Thì đương nhiên là ông phải sản xuất ra cháu nội rồi. Mà khi nào mà cái đứa cháu nội nó sinh ra thì nó phải gọi ông ấy bằng bố. Nó gọi ông ấy là bố. Mà mẹ nó gọi ông ấy cũng là bố. Thì đương nhiên ông ấy để nó rồi. Thế thì nó gọi vợ của ông ấy là gì? Thì nó gọi vợ của ông ấy bằng bà nội. Mày ấy không hiểu à? Thế thì người ta mới gọi là thầy ông nội. Ui dồi ôi, mày loàng hoàng quá. Sao mà tao
thế hại não không thể hiểu được. Ôi trời con này, liên tha liên thuyên như thế. Đúng là suốt đời chỉ làm bà ngoại đấy. Cái gì? Ai ở mày là tao không làm mẹ chồng được. Mày đi ra đây, đi ra đây với tao. Đi đây. Đi đây để đâu? Xem là tao có làm được mẹ chồng không mà mày khinh tao thế nhở. Đi ra đây. Người ta đang thích lái mày. Mày đợi đi. Mày nhá, bây giờ mày làm con dâu cho tao xem nhá. Để xem tao có ra dáng mẹ chồng không. Mày đi ra đây để mày thử xem là tao là mẹ chồng có giống không. Mà mày coi thường tao à? Hả? Gì bạn bè quá. Thế à? Nào. Đi ra đây. Đấy mày đứng đấy. Đứng đây à? Đứng đấy. Đứng đây. Nào, làm tao gì nữa? Ôi giời. Mày kiếm đâu? Im vào. Mày kiếm đâu cái bộ bà già đấy? Bà già gì? Tao đang học làm mẹ chồng mà. Mày ngồi xuống. Mày ngồi xuống cho tao. Ghê nhỉ? Ghê gì? Mày làm còn mang cái áo kiếm mãi kiểu được. giống áo ông nội nhà tao mặc đi vào. Tự đàn bắt giờ mày. Mày ví tao với ông nội nhà mày à? Con giỏi nhá. Cái gì nữa? Chỉ có các ông bà, cụ bà à, quên. Mà còn nhe cái răng này đấy à? Cười chứ, nhe răng là cái gì? Còn con đen kia, tao đang làm mẹ chồng mày đấy. Ôi nhưng mà mày ơi, tao bảo công nhận nhá, mày đang béo. Béo thế mà mày mặc cái áo này vào cái tự dưng tao thấy mày lại thon thả hẳn. Mày cầm cái. Con dâu mất dậy mày thấy mẹ chồng mà mày cười đấy à? Ngồi xuống. Ngồi ăn đi ngồi. Dạ đến mẹ bảo gì con. Đấy có mày, làm được mẹ chồng đâu. Mày đừng cười nha, mày láo vừa nhá. Vô duyên vô vẻ ấy nó mà vừa thôi. Đàn bà con gái gì ngồi dạng chân tăng háng, tăng háng bên kia à? Ở đây khép lại. Mày định để hám mồm cả thiên hạ nhìn thấy à? Lỡ. Lỡ cái gì? À con lỡ. Mày ngồi im cho tao. Rồi tao mượn cái mũ. Ôi trời ơi. Đùa. Ngồi im đấy. Làm gì mà phải mượn mũ đấy chả biết. Chị Thủy đâu? Dạ. Thế chị đã nấu cơm nước gì chưa mà chị cứ ngồi đấy đấy hả? Còn láo tết này. Mày có để im để tao làm mẹ chồng không? Tao nói là mày cứ nhe răng là thế à? Hả? À không cười. Tao lại gọi bà ngoại lên bây giờ ấy, phải gì đâu. Ờ thế thôi tao không cười nữa. Thế đã. Ngồi im đấy, để tao còn làm lại. Thế tao có phải làm còng lưng không nhỉ? Mình giống mẹ chồng già không nhỉ? Còn nào im, thế nghiêm túc. Để xem mày làm mẹ chồng như nào. Ờ, lúc nãy tao đi chồng. Kiểu là kiểu để nhiều nhưng bây giờ tao đi kiểu là già rồi. Thì để nhiều chả bay háng à mày ngốt. Ôi giời ơi, chết mất. Nào, nghiêm túc. Chị Thủy đâu? Dạ. Thế chị đã cơm nước gì chưa? Hay là chị cứ ngồi điện thoại đấy? Con chưa mẹ. À, thế bây giờ là mấy giờ rồi mà chị chưa cơm nước gì cả? Thế chị định cho tôi chết đói phải không? Dạ con làm gì còn dám như thế đâu ạ. Mẹ là mẹ chồng của con cơ mà. Mà nãy giờ con nhiều việc quá nên con quên mất chưa nấu được nồi cơm. Từ sáng đến giờ tôi ngồi ở kia tôi ngó rồi nhá. Chị cứ đi ra đi vào cầm cái điện thoại nhá. Chị có làm cái gì đâu mà chị bảo nhiều việc. Thế hóa ra là chị không muốn cho tôi ăn cơm để tôi chết sớm có phải không? Ôi dồi sao mẹ lại nghĩ con như thế? Con có dám nghĩ như thế đâu. Con cầm điện thoại đấy là con đang làm việc đấy. Thế chị làm cái việc gì ở trên điện thoại? Hay là chị có bồ việc ở bên ngoài rồi? Con tôi đi vắng, thế là chị ở nhà cho tôi chết đói, chết sớm đi để chị khỏi phải hầu tôi đúng không? Ôi dồi. Tôi nói mà chị cứ nhe răng cái cười thế à? Cái đầu mất nét. Đấy, con nhà mất dậy thế. Mẹ tiên sư chứ. Mẹ chồng nói là cười hố hố thế à? Tao đang gù lưng mà tao phải thẳng lưng rồi đây. Cười cái gì mà cười. Này tôi nói cho chị biết nhá. Mồm chị thì nói sân sớt thì thôi. Nhưng mà tôi thừa hiểu cái bụng dạ của chị nó như thế nào nhá. Đến nỗi nhá, cái ăn cơm nhá, có miếng đùi gà ngon nhất chị cũng không gắp cho tôi đâu. Thì miếng nào mà xương xương với cổ cánh là bắt đầu là chị gắp cho tôi để tôi ăn. Muốn là tôi rụng răng sớm để tôi không ăn được cái gì để tôi húp cháo có phải không? Con phải cười à? Đứa con dâu là mất nét như thế không? Hả? Mẹ ơi, chị không có một tí đạo đức nào đâu nhá. Con tôi đi vắng nhá, hôm nào mà nó về nhá, kiểu gì tôi phải kể từ đầu đến cuối cho nó xem mà chị đối xử với tôi như nào nhá. À, lấy con dâu về để phục vụ bố mẹ chồng. Lấy con dâu về để đối xử với bố mẹ chồng thế à? À, mà dì dám mở mồm mà tôi là không làm được mẹ chồng à? Hả? À, mẹ chồng thế có muốn thế nào nữa? Có ai tử tế như tôi không? Có ai để ý con dâu từng tí một như tôi không? Hả? À, có ai quan tâm con dâu là đi đâu làm gì không? Mẹ từ từ để nghe con giải thích đã. Giải thích cái gì?
chị muốn tôi chết sớm cho rảnh thân chị đúng không? Chị không muốn hầu hạ bố mẹ chồng nữa đúng không? Con có dám nghĩ thế đâu. Tôi còn lạ gì cái bản mặt của chị nữa. Đừng tưởng là tôi không biết cái gì nhá. Để cho cái bà lão này chết đói à. Con dâu gì á, cứ cãi mẹ chồng chém chẻm ra. Muốn tôi chết sớm để cho rảnh thân à. Bao nhiêu năm tôi nuôi con tôi khôn lớn gả chị về để chị hầu hạ tôi. Thế mà về nhà vắng con trai tôi là chị đối xử với tôi không ra một cái gì. À, chị giỏi nhờ. Cái bà già này còng lưng cũng vì là nuôi cái thằng chồng của chị đấy. Không phải giả vờ để giả dạng cái giọng còng lưng của tôi để đi đâu. Không phải ước nhá. Mai kia ra hàng tôi nhá, chị còn phải đi xuống tận đầu gối này. Cái con mới trả dâu thế đấy. Không được nhờ cái gì cả. Con mà dậy kia, mày còn ho giống mẹ chồng mày thế à? Tao vả mày cái bây giờ. Tôi thôi Huyền ơi, tôi xin mày. Mày đúng đấy, mày là mẹ chồng được ấy. Thế tại sao từ nãy giờ mày cứ chửi tao là không biết làm mẹ chồng hả? Mày tưởng tao để con gái là ra làm bà ngoại suốt à? Tao còn chưa để hết trứng cơ mà. Mày đừng có coi thường tao nhá. Mày thấy tao mẹ chồng được chưa? Đủ đáo để đánh đá chưa? Được 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 được. Chỉ cần mặc cái áo này vào thôi là đã thấy giống. Mẹ còn đến này đi chứ. Cái già gì còng lưng rồi. Chị là đừng có mà đáo để vừa vừa thôi nhá. Cái già này nói nhiều chả ho à? Mày chưa cơm thì mày chưa cho tao ăn. Thế là mẹ chồng được chưa? Được rồi. Ờ thế nhưng thì mà ghê gớm quá. Này tôi nói chị biết nhá. Thực ra là con mẹ chồng nó không ghê gớm đâu. Nhưng mà gặp phải đứa con dâu đáo để quá nên là mẹ chồng mới phải ghê gớm thôi. Nhá. Thế bảo là hiền với một không ai hiền với ma. Con dâu bây giờ á toàn muốn làm mẹ chồng thôi. Ghê không? Bây giờ người ta phải gọi là mẹ dâu mới đúng. Thế á? Không phải cười. Mày vừa làm mẹ dâu tao rồi đấy. Thôi được rồi, đạt đạt nhá. Đạt. Mẹ làm tao khoác cái áo này từ nãy đến giờ. Thế cứ bảo người ta không làm được mẹ chồng. Trời, đau hết cả ruột. Còn siêu hơn là mẹ chồng thật.